ký tử 6 đồng. Cái cà pháo này á là trồng quanh năm á các bạn. Hộ ruby thái nè các bạn. Đây nè. Cái nó đậu á. Cái trái nó đậu bự rồi nè. Ruby thái không phải không Khoa? Đó, ruby thái cây lớn. Cái lá nó nhọn nhọn nè. Cây màu đỏ rất là đẹp. Dạ, và có dấu hiệu rất nhỏ mới nữa. Ừ. Rồi ớt này cài lắm nha các bạn, ai mà thích ớt chỉ thiền. Đu đủ bây giờ có nhiều cô chú đang tìm lá đu đủ lắm luôn á. Giống như là dân mà trồng nho là sưu tầm á. Ờ vậy à. Ờ, chứ không có dễ tìm nha. Chào các bạn trở lại với sức khỏe heo tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, mình đang ở vườn của anh Khoa nè. Hôm nay anh Khoa nó có nhiều cây lạ lạ cho nên cho các bạn xem cho vui coi các bạn có cần không nha. Số điện thoại mình để trên đây nha. Các bạn có cần thì gọi anh Khoa để biết thêm chi tiết nha. Hôm nay thấy nhiều rau củ quá trời luôn nè. Rồi, đông trùng khô nè các bạn. Artiso đông trùng hạ thảo khô. Ừ, khô. Thấy không? Là cũng queo luôn á nha. Cái này ví dụ như mình mua về mình ngâm rượu đúng không? Hoặc là mình ngâm giống như chè hoặc mình nấu lên cái gì. Dạ. Không được. Không, bình thường ở nhà em anh Khoa, em lấy vậy nè, em ngâm nước xong rồi cái nó nở ra rồi mình nhai ăn bình thường thôi. Rồi cái nước mình uống luôn cái gì? Không, thì muốn uống uống mà em không có uống. Em ngâm nước cái nó nở ra cái như bình thường vậy cái nào. Anh có biết một củ như vậy chứ nếu mà anh làm ra nó nở to lắm anh biết không vậy? Chứ sao? Cái củ này bự lắm á My. Dạ, mấy phao mới dạ mới được một phao khô vậy nè các bạn. Ừ. Wow. Mà cái này mình để lâu được. Dạ. Không. Cái này là gửi về Việt Nam đều là mình lấy cái này đem gửi được. Nó không có bị hư. Hôm kỳ My gửi về Việt Nam mà nó đi chuyến bay bị trễ á các bạn. Ừ. Cái nó bị hư mấy cái củ hết trơn. Giống cái con gì mà mình ta nấu nước lèo ta? Sùng sạch, sùng gì đó không? Dạ đúng rồi, sùng sùng gì á. Sạch sùng, sạch, ừ. Sạch sùng gì đó không? Ừ, cái con đó nấu quên phở. Quên là tự nhiên quên này. Xá sùng phải không? Ừ. Xá sùng gì quên, không nói quên. Ừ. Xá sùng gì đó, thôi. Cái này bổ lắm nha các bạn. Ăn hạ đường, hạ huyết áp. Các bạn có cần thì gọi anh Khoa nha. Có ít cái này à, mình có rất nhiều. Có ít. Ừ. Yeah. Anh Khoa biết không, lúc mà em làm nhà mà thu hoạch vô một rổ bự, ngâm xong á, ăn phơi xong mà bỏ vô máy sấy rồi hả? Trời ơi, nó còn có chút xíu. Có chút à. Ừ. Ồ, cái trái này. Trái gì anh Khoa? Ổi cái gì vậy? Cái ổi này là ruby đài lo của cô My. Ôi, ruby ruột đỏ không hổ quá hả? Đây trái đó nè. Ruby Đài Loan nè các bạn. Giống như cây của mình là ruột trắng gì? Dạ. Còn này ruột đỏ. Dạ, ruột đỏ thì thường thơm hơn ruột trắng ha. Ồ, cây bự lắm nghe, gốc bự á. Cây này giờ cái giống này nó rẻ hơn ruby thái phải không anh Khoa? Rẻ nhiều. Dạ. Cái này luôn hả? Cái này cái này ổi kilo. Dạ. Ổi này thì xài trái nè, mà rẻ nè phải không? Cái này trồng mà nếu mà nhỏ nhỏ như vậy vẫn có trái nha cô My. Nhiêu cây vậy? À, cái này 90 à. Dạ. Ồ. Quá chừng bự luôn nha, cây bự xum xê luôn các cái bạn. Này tại vì trong cái chậu nhỏ thôi chứ nếu mà nằm ở chậu bự là nó lớn lẹ lắm. Dạ. Ai muốn sưu tầm thì lấy cây ruby thái, cây ruby Đài Loan. Còn nếu mà trái nhiều sai thì lấy cái này kilo luôn, trái cái bự. Cây nếu mà mình trồng cái cây lớn lên là một trái á, trên một cây là có nhiều rất là nhiều trái 1 kg á. Dạ. Nhưng mà không có nghĩa là trái nào cũng 1 kg phải không? Mà có trái hơn luôn á anh Khoa. Đúng rồi. Dạ. Bự lắm. Ồ, cây ổi này xum xê quá luôn anh Khoa. Trời ơi, nè My thấy không? Nhỏ nhưng mà đậu được 2 trái nè My thấy không? Ôi, ruby thái nè hả? Thấy nó cong cong xù xì không? Wow. Ôi. Cái này chắc nghĩ chắc ngon cắt, lành. Cắt cái này bỏ đi, dưỡng trái à. Cho thôi, nó có. Ủng anh Khoa, để đi. Ủng quá, bên này bỏ rồi. Mà bên no, bây giờ 2 trái này, cái nhánh này rồi nó tiêu. Kệ nó dưới gốc mà. Nó còn nhỏ mà bông My thấy không? Mình giúp mình ngắt bỏ bớt thì trái nó sẽ khỏe phải không? Bự, giống như bây giờ mà My ngắt cái này, hai trái này sẽ không bị rụng nữa nè. Dạ. Nhưng mà mình ngắt cái này đi gì thì trái này sẽ bự lẹ lên nè. Dạ, ổi ruby thái nè các bạn. Ừ. Hàng hiếm nè. Cái này cũng đẹp lắm à. Quá đẹp luôn, cái tàn xum xê luôn. Ừ. Cái này cây gì mà, cái mận gì mà đang... Cái đó lá cừu của My. Ôi, lá cừu. Cái lá cừu My thấy đâu không? Nhảy trái sợ không? Ờ, nhảy bông. Nhảy thấy không? Giống như chiếc đũa nhưng mà vẫn có bông nè không? Dạ. Khỏe, cây khỏe. Ừ. Bên này cũng ruby thái luôn hả? Ruby thái luôn. Dạ.
quá chừng khỏe luôn. Cái này là mấy cái này là ruby thái của mi. Dạ. Cái này giá từ 180 trở lên, mình có mấy cái bự thiệt bự không có nữa. Ừ. Rồi cái này nhỏ. Ruby thái nha các bạn. Hỏi ruby mà ruột đỏ không hột á, phải dài á. Cái trồng cái cây này gì mình yên tâm là không bao giờ sợ mà không có trái để ăn á. Mi thấy cây bự không? Coi như là nó lờ hình bông luôn. Đây nè, cây coi qua coi cây bự của anh Khoa. Ôi. Coi như chỗ nào nó cũng có bông hết trơn á. Nắng này sớm quá. Ừ. Thấy trời ơi, coi nè, bông. Coi như chỗ nào cũng có bông, mình thấy mắc sợ luôn rồi. Quá chừng bông luôn. Ừ. Cái này nó đậu hết chắc cái rễ cây luôn á. Cái này chắc phải bẻ trái bỏ bớt rồi. Ờ, nhiều dữ lắm. Cái này là cây mẹ nha các bạn. Gốc bự lắm. Bông ổi cũng đẹp quá ha. Ờ, nhìn cũng đẹp lắm. Đẹp. Sáng mấy con ong nó bu lại lắm. Mi để gần cho nó, Mi có bị dị ứng không? Để gần cho nó thơm thơm nha. Dạ nó thơm, không em không bị dị ứng bông. Ừ. Đây là ruby thái đó các bạn. Thấy kinh khủng không? Giờ. Cây này gì mà lá nhỏ nhỏ vậy anh Khoa? Nho. Cái này cây nho của Mi. Ồ vậy hả, trái nè. Wow, có đang có trái luôn nè. Cái cây nho này Mi thấy vậy chứ nha, mà nó hiếm cực kỳ luôn. Ồ vậy hả? Ờ. Cái lá nó vậy gì mà cái trái đó đó mình có ăn cái trái này qua rồi ăn nó ngộ ngộ mà nó ngon chứ không có dở nha. Mà nho gì? Cái này mình không có rõ là cái tên nó là tên tiếng Anh là tên gì. Dạ. Ờ. Mà tên tiếng Việt là gì? Cái người mà đưa cho mình á dạ. là nói là cái nho này nho học bẹt mà hỏi ảnh hỏi tên tiếng Anh là tên gì ảnh nói ảnh không có nhớ, không có biết. Dạ. Ờ, mà cái giống này nó cực kỳ hiếm. Ờ không gì có. Mình thấy không, cái lá nó nhỏ trong có bự nha, còn như cái nho mình thấy cái nho kia của mình không đó. Đúng cái lá rồi. Bự không? Wow, lá bự chảng nè. Ờ mà cái này cũng giống hột bẹt vậy. Ờ nhưng mà cái trái này á nữa nó bự cũng cỡ vậy á Mi. Và dạ. Ờ và... mà nó đẹp lắm. Ờ. Ờ cái trái nó đẹp lắm, nó bóng. Nhưng mà đặc biệt của nó là được cái gì mà sao nó quý? Mình ăn vô á nó thơm thơm một cái mùi kỳ lạ lắm. Oh. Với cái giống này á là cái giống giống như là dân mà trồng nho là sưu tầm á. Ờ vậy à. Ờ chứ không có dễ tìm nha. Ờ nho cũng có loại của em tưởng nho là thường chứ hả. Với cái này á nó bị là giống như là nó bị giống như pest resistant và giống như là nó không có bị mấy con côn trùng nó bu quá mi hiểu không? Dạ. Ờ. Ờ, với cái nho đó mình cũng là loại đó luôn gì mà còn cái nho kia của mình á là nó bu thôi tiêu tàn hết trơn luôn. Ờ vậy mà vậy không thôi để trọng này được nè, tại em sợ với cái nấm rẹp đồ trên con cây nho. Không cái này không có bị. Mà cái nho này á thì lúc mà mình trồng xuống á thì nó bự lên nhưng mà cái thân với cái lá là nó không có bự giống cái nho kia nha. Vậy nó cỡ về. Dạ. Nhưng mà nếu mà không bự vậy mình trồng vô chậu được cũng được vậy hả? Cái này trồng chậu mình dựng lên cho nó đẹp thôi, rồi mình phải chim này bớt vậy thôi thì giống như mấy vườn trồng nho vậy thôi. Dạ. Ờ. Vậy cũng mà được. Cái này mình có mấy cây mình cũng giữ lại, có mấy bụi mình cũng phải giữ lại hai bụi để mình trồng chứ mình không có bán hết. Vậy hả? Ừ. Wow, này hàng tiễn nha các bạn. Cái này xương sâm á hả chị? Dạ, nó cái này lá giang. Lá giang. Ồ, lá giang. 60. Ồ là 60 cây đó đó hả chị? Dạ. Còn, bắt đầu từ 60. Dạ, còn cây bên này 70. Ồ 70. Wow, cây lá giang này nha các bạn. Cái gốc cũng ngon lành lắm á. Các bạn mua về nấu canh chua nha, canh chua lá giang. Wow. Vậy là bắt đầu từ 60 trở lên nha các bạn. Đến sớm mình lựa cây đẹp. Mua về nấu canh chua. Có lá chua luôn rồi có tía tô nữa nè. Rau má luôn. Đây lá giang nữa nè. Ừ, lá giang anh Khoa tính để anh trồng xuống đó. Vậy hả? Ờ, ngải cứu, bù ngót nhật. Ồ, có mấy cây đu đủ nữa hả chị? Dạ, đu đủ á. Tại vì giờ người ta cần lá đu đủ nhiều á. Mình mua mình trồng á. Ờ, vậy ai cần lá đu đủ? Mua về trồng thôi. Bây giờ mình lấy cây đu đủ về mình trồng luôn. Dạ. Đu đủ này giống gì chị? Này đu đủ mễ mà. Vậy hả? Ồ, được 3 cây luôn hả? Dạ. Wow. Mấy cái cây đu đủ mễ á thì nó chịu được giống như là mùa đông nữa chị, nó đỡ hơn là đu đủ mà Hawaii. Dạ. Như nó mạnh hơn vậy đó. Nhưng mà
bây giờ người ta cần, người ta mua về người ta trồng, người ta lấy lá đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Em cũng có nhiều người quen xin lá đu đủ á chị. Đúng rồi, nhiều người người ta hỏi hổm ra, hỏi quá trời, lần nào mua cây đu đủ này về trồng nè. Dạ. Rồi mình mới đem về. Wow, có cái này về rồi bứng ra nè. Dạ. Hai cây. Bứng ra trồng gần hai bên, cái này được ba cây luôn nè. Ừ. Có cây bự hơn nữa kìa. Mà thường thường chị Hiếu biết tại sao mà người ta làm ba cây không? Hai cây không? Tại sợ có cây đực á. Oh. Hiểu không? Sợ có cây đực nó không có trái, mà có lá không thì ai cần lấy lá thì không sao, nhưng mà cần lấy trái á thì trong vòng ba cây là cũng có thể có một cây cái. Dạ. Dạ, chứ còn không là cây đực. Wow, cây này xum xuê luôn ha. Dạ. Bình tinh nè các bạn. Dạ. Yeah. 10 đồng chậu hả chị? Dạ. Yeah. 10 đồng chậu bình tinh. Có cái một cây, có cái hai cây luôn nè các bạn ơi. Ai đến sớm thì mình lựa cái cây nào bự. Cái này có thưởng luôn rau kinh giới luôn hả? Wow, có 3 cây ở trong đây luôn nè, 3 cây bình tinh. Với rau kinh giới nữa. Còn cái này xương sâm nữa các bạn ơi, xương sâm sâm đất nè, không phải xương sâm mà là cây sâm đất. Dạ, anh này nấu canh ăn tốt nè, mát. Rồi có kỷ tử, đông trùng. Củ riền nè phải không chị? Dạ, củ riền á. Ờ, củ riền giống giống bình tinh ha. Dạ. Cây củ riền bự luôn. Củ riền này là cái giống mà loại có củ á phải không? Đúng chứ rồi. Tại vì củ riền là hai loại nha các bạn, có loại về trồng hoài không có củ phải không chị? Năm ngoái mình mua đó. À. Về trồng hoài hay đào nó có củ. Đúng rồi. Còn cái loại này là đặc biệt là nó có củ. Dạ. Dạ. Đây là loại này là củ riền có củ nè. Dạ. Là mình trồng mới được, còn kia là trồng chơi thôi, ăn lá. Đúng rồi, mình trồng hoài sao nó hoài mình kiếm không có củ. Dạ. Ừ. Rồi đu đủ nhìn tốt quá chừng luôn các bạn ơi. Hồi ôi, cái này mận gì mà đang có bông nè chị? Mận kinh công á. Kinh công. Ừ. Đang có bông nè, thấy thương không? Ừ. Wow. Kinh công nè, cái giống xài trái lắm nha. Với nó không có rụng trái nè, nhiều người thích. Yeah. Mận kinh công nè các bạn. Còn bên này là mận gì? Lát gô. Lát gô. Yeah. Wow, ai đến sớm lựa cây có bông nha. Hàng hiếm nè. Mày cưng mấy cây này lắm luôn. Đang ra lá non của cây này nè, ra quá chừng luôn. Còn cây cô này mi có cây bự mà. Dạ, cây này là hàng hiếm nha các bạn. Ai muốn sưu tầm mận thì mới nghĩ tới nó. Còn ai thích mà ít rụng trái thì lấy kinh công. Kinh công trái cũng xài lắm nha chị. Đu theo cái thân luôn á. Dạ. Dạ, kinh công này trái cũng dữ lắm á. Wow, cây này già lắm rồi phải không? Dạ, nó có bông rồi. Dạ, nhưng mà thường hình như mình nên ngắt mấy cái này bỏ nè ha. Tại lá nó già quá rồi nè. Ừ. Nếu mình ngắt cái này nè, thì cái lá non mới này nè, nó sẽ... Nó mọc ra. Tốt ha. Dạ. Dạ. Cây sao chê này nó không có lớn lắm mà nó cũng có trái rồi chị Hiếu hả? Dạ, cái loại sao chê này có trái. Ồ ôi, ai mua mấy cây này về được nè. Có size nhỏ hơn nữa. Ồ vậy hả chị? Dạ, cây nhỏ cũng có bông luôn. Dạ. Wow. Ồ bên này nè, quá chừng luôn. Cây này tàn đẹp quá ha. Cây nào cũng có bông, có trái. Tại dạ. Loại sao chê này nó loại có trái. Dạ, cái nó giống này Alano phải không chị? Dạ. Dạ. Vậy là mình mua mình không có sợ là mua về không có trái nha các bạn. Đây nữa nè. Thấy không? Ồ ôi. Lấy mấy cây này được nè. Ai chọn mấy cây này là có trái sẵn nè. Đây nè. Ồ ôi, cây nào cũng có trái hết trơn á. Cao. Cao cỡ tới mặt mình luôn. Dạ. Ừ. Cái cây này trái hơi nhiều nha. Ồ. Đây nè nè. Ồ chùm nào. Nhánh nào cũng có trái hết trơn á các bạn ơi. Trái hơi nhiều á. Đó, lại lựa mấy cây này đem về. Thấy là có trái là khoái rồi. Có nhiều người ta nói cái người ta trồng hoài không có trái á. Dạ. Mà cái này là đảm bảo là trái. Có dạ. Trái. Có rồi luôn rồi còn bằng đảm bảo gì chứ. Đợt này mình có nhiều sai cao chê, mình có nhiều nhiều lắm. Dạ. Thì giá nó cũng hơi nới. Dạ. Giá từ 100 đồng một cây. Mà cái cây 100 đồng cây nhỏ nhưng nó vẫn có bông nha. Sao bút chê có nhiều người trồng cả chục năm á chị, cũng không có bông là không có bông á. Dạ nha. Mình có nghe nhiều người lợi nó khăm đen dữ lắm. Dạ. Là ta mua về người ta không có trái. Dạ. Ừ. Cái này được các bạn ơi, nếu mà từ 100 đồng trở lên hả chị? Dạ, từ 100 đồng trở lên. Dạ. Cái chị nói 100 đồng là mấy cây bên đây hả? Đây nè. Wow, bự vậy hả? Ờ, mà có bông hết á. Ồ, nhìn cả... lớn các bạn ơi chứ không phải nhỏ đâu. Nhìn nè, cô Mi nè. Ồ, yeah, bông nè. Cây nào cũng có bông á. Trời ơi, hồi chắc em cũng rinh cây quá.
Nhà My thì chưa có sa bu chê, nhưng mà My không có My không có trồng, mà ông xã thì lại thích sa bu chê. Ồ đây nè, wow, cây nào không có bông hết trơn á. Này là cây chiết không nha các bạn. Đu đủ bây giờ đang cái phong trào người ta sử dụng lá đu đủ để người ta trị bệnh. Dạ. Nó rất là công hiệu, thành ra bây giờ đu đủ nó cũng hiếm hả? Hiếm lắm. Với wow. năm nay đu đủ giống như nó bị rụng lá trơn, không có lá. Ở nhà em có cây mà không có lá. Nó giống như nó cùi á. Dạ, tại nó lạnh quá, năm nay bây giờ bắt đầu em nghĩ mới tốt nè, giờ nắng lên rồi nè. Ôi các bạn, anh Khoa đang có cây nhỏ vừa rồi, còn giờ cây này lớn nữa nha. Đu đủ. Ôi trên này chùm nho nữa nè. Này là nho quý á, nho thường. Này nho rượu á. Này nho thường. Này nhất chi mai nè các bạn, nhất chi mai đỏ. Nhất chi mai đỏ. Dạ. Cái nhất chi mai vậy cô mới thấy vậy chứ nó có hai loại nha. Dạ, có màu hồng nữa anh Khoa. Thì nó có màu hồng vô ý mà màu đỏ nè. Chứ sao? Một cái loại bông bự và một loại bông nhỏ. Ồ, đúng rồi đó, hình như là đợt trời lâu rồi có thấy cái bông bự mà cỡ bằng cái ngón cái này nè, cái lá cái bông của nó. Cái bên này lá cắt Việt Nam hay là lá cái lá cắt Việt Nam không cô My? Dạ. Mình cũng còn có một hai cây à, chứ không lá nhiều. Lá cắt thơm rồi các bạn. Lại có loại lá cắt thơm ít, còn cái này là loại thơm nhiều. Dạ. Này ớt nè. Cái ớt kiển. Này á là ớt kiển mà cái trái nó bự nha các bạn, tại vì có nhiều người nói cái loại ớt gì đó tên gì mình quên rồi mà trái nó nhỏ, đó không phải, cái loại đó là nó chết vào mùa đông. Còn loại này á là mùa đông không chết. Ớt này mới đẹp nè. Ở nhà My cái cây bây giờ đẹp lắm. Đó cái cây trước đó trái bự á. Ở nhà em cái cây bự, trái bự hơn này anh Khoa ơi. Của anh trồng vậy là trái nhỏ được, của em á. Rồi cái đó chậu ăn trước á. Ăn trước kìa. Bự lắm không? Ờ, nó tốt, nó khỏe, nó mập. Nó tốt quá. Mình trồng trên đất thì nó bự lắm mà đẹp lắm My. Mà trái nó cứ vậy hoài anh Khoa. Nó quanh năm mà. Bông My thấy không, bông suốt à. Nhìn nó đẹp lắm các bạn. Lâu lắm nó mới rụng. Hồi ôi cái này là ớt chỉ thiên nè các bạn. Ớt chỉ thiên. Ớt đen xong rồi nó ra xanh rồi nó ra đỏ nè. Dạ. Lá long long. Ớt này rất là cay nha. Ồ anh Khoa vô chậu bự hết trơn luôn hả? Cái chậu này mình để vậy luôn cũng được nữa. Dạ. Như chậu mà cỡ bự như thì đâu cần thay nữa đâu nha. À, để gì luôn mình bỏ phân thôi. Dạ. Đang có trái nha các bạn. Ai thích ăn ớt đang mà muốn cay. Trái á. Ăn ớt mà muốn cay thì lấy mấy cái này về mình để gì cũng được, còn ai muốn xuống đất thì xuống vậy thôi, cái chậu lớn chứ không phải chậu nhỏ. Cái này về bứng ra được nè anh Khoa. Hai cây nè thì mình để hai cây về, một là ai muốn tét là tét, còn hai nữa là muốn bỏ một cây thì bỏ một tỉ. Dạ. Rồi mình để hai cây cho chắc cú. Để luôn cũng được, mình để luôn cho một bụi luôn, giống như cái chậu này mới thấy không, ba cây luôn rồi đâu. Dạ để luôn cũng được. Nhưng mà về thời gian cái mình ăn xong cái mình cắt cái bắt đầu năm sau lên nữa hả? Cái cây ớt á thực sự ra mình trồng bao nhiêu 5-7 năm luôn á. Ôi cái nhà em hồi đó hình như cả chục năm á, nhưng mà sau này nó chết Khoa. Cả chục năm á nó mới chết á. Hồi mình ở bên Việt Nam mình có cây ớt gì mà mình nói thiệt chứ mình muốn trèo cũng được không My? Nó cao gì đó. Dạ. Ôi ớt này cay lắm nha các bạn, ai mà thích ớt chỉ thiên thì nó này là chỉ số thiên 1 nè. Dạ. Đẹp á ha. Dạ, đẹp. Một trái đỏ dài đỏ ra cay cho mà thấy cay té luôn. Ồ măng cầu này cái gì mà bông quá chừng nè anh Khoa. Cái này do thay đỏ của My. Cái giống này là cái giống đỏ này cái giống như giống đỏ mới của My. Vậy hả? Cây màu đỏ rất là đẹp. Dạ, wow, có giống như giống đỏ mới nữa. Cái màu đỏ nó đỏ cái kiểu khác cái màu đỏ cũ. Mà cái kia nó cũng đỏ phải không, mà cái này nó tươi đỏ hơn phải không? Cái này nó đẹp hơn. Cái lá nó nhọn hơn anh Khoa. Thì nó hơi lạ hơn khác một chút. Vậy hả? Thôi. Nhưng mà cái giống này giống rất là đẹp. Mới nữa hả? Ừ. Vậy là mặn cầu đỏ ăn thứ luôn hả? Giống mới không hả? Này nguyên hàng này nè. Wow. Vậy là có thêm giống mặn cầu đỏ mới nữa. Mặn cầu đỏ là đã nhiều người thích rồi, tại vì nó bông nhiều lắm các bạn. Không cần chấm mình nó trên, nhiều khi tự nhiên nó cũng đậu nữa. Cái tỷ lệ đậu trái nó nhiều phải không anh Khoa? Đúng rồi, cái tỷ lệ đậu trái cái mặn cầu đỏ, ví dụ như bây giờ cái cây này nha, nó còn nhỏ có thể là nó tự động được trái hay trái thôi, nhưng mà cái cây mà nó bự cỡ như cây do thái này cô mới thấy không? Dạ. Là không cần phải chấm là vẫn có trái ăn ngon lành luôn. Dạ. Nhiều trái luôn. Còn như cái thằng do thái là phải chấm á nha, không chấm là không có trái nào ăn á. Dạ, bên đây là mảng cầu do thái. Quá chừng luôn, năm nay là bông bây giờ mùa này em thấy mới đầu mấy cái trái của em nó không có rụng nữa anh Khoa, chứ lúc trước cứ ra nhiều rụng hết trơn à, lạnh mà quá. Năm nay thời tiết nó kỳ lắm, mình chấm hoa nó cũng không đậu luôn. Dạ.
chấm rồi nó chấm xong rồi nó không đậu rồi nó nhỏ nhỏ nó rụng hết trơn à. Dạ, tại nó lạnh. Chứ nếu mà hồi năm rồi nha, kiểu hồi năm rồi bây giờ là mới trái mãng cầu bằng trái chanh hết trơn rồi. Đúng rồi đó. Dạ. À, năm nay bây giờ là tháng 7 rồi ha. Rồi tháng 7 mà năm nay mình thì kiểu này mà trời lạnh tới là nó teo hết luôn. Dạ. Bên này cái gì mà lá nhỏ nhỏ vậy anh Khoa? Mà xum xê hết trơn luôn. Cái này cây này là Na Thái phải không? Na Thái á. Ồ. Tại vì em thấy ở nhà em giống giống nè. Nha, cái lá nó hơi nhỏ hơn lá thường ha. Na Thái á. Xum xê luôn. Na Thái, cái giống này cũng trái ngon lắm nha. Na Thái đó. Này giờ ngoài khu Việt Nam bán 35 đồng bao của Mỹ. Dạ, đúng rồi đó, nó đó. Nó đó. Ngọt lắm các bạn. Giờ người ta tại tự nhiên sao giờ chuộng giống này nha anh Khoa. Ờ. Thời gian nó biến giờ nó có lại á. Tại vì bây giờ bên Việt Nam nhập qua phải không? Ruby Thái không phải không anh Khoa? Đó, Ruby Thái một kỳ lớn. Cái lá nó nhọn nhọn nè. Mê luôn các bạn ơi. Này cây lớn hơn. Dạ, hỏi Ruby Thái. Giá trị lắm luôn á nha. Này cây lớn nè, các bạn thích cây lớn thì lấy mấy cây này. Cây nào cũng đang có bông hết trơn á. Hội Ruby Thái nè các bạn. Đây nè. Cái, nó đậu á. Cái trái nó đậu bự rồi nè. Này đậu á. Bên này nữa nè anh Khoa. Ờ nó đậu dễ lắm. Wow. Trái sần sùi nhìn cũng đẹp nha. Ồ bên này trái này cũng đậu nữa nè. Hộ các bạn nhìn bông xoài nè. Mấy con ruồi nó đậu nó tự chấm bông cho bông xoài luôn anh Khoa ơi. Sợ nó làm cho hư á chứ. Đâu nó tự chấm bông á. Mình đang có cái giống xoài mà siêu giòn siêu ngọt á. Dạ. Nếu mà ai mà cần thì cứ gọi mình. Dạ. Hai bờ Crunchy Swiss Thái á. Hai bờ Crunchy Swiss Thái á. Hàng tiện á các bạn ơi. Hàng sưu tầm nữa đó. Cái giống đó rất là ngon. Bồng quá chực luôn ha. Bồng dữ lắm. Các bạn sưu tầm xoài thì nhớ đến cái giống xoài siêu giòn siêu ngọt. Thì mình thấy là ăn là coi như mấy cái kia ở lại hết trơn. Nam Đốc Mai hay là Muôn Cung Si đều là thôi thua xa. Maha Chanok rồi cũng không bằng nữa. Anh Khoa cũng có nhiều giống xoài lắm. Các bạn có cần thì gọi nha. Nam Đốc Mai, Muôn Cung Si đều anh có hết phải không? À, có hết rồi cô My. Ram Khmer đều có hết phải không? Ờ. Dạ. Em mê cái cây này. Nho thân gỗ mà bự. Nhà em có cây nó vừa rồi em lấy anh Khoa. Nó nhỏ hơn. Dạ. Cây này mới thích nè. Quá chừng bự luôn. Cái này là có bông rồi, hồi năm ngoái rồi phải không? Cây này có lú bông rồi, mấy cây kia á. Dạ. Chỉ có mấy cây có bông rồi mà mấy người ta mua rồi. Dạ. Hộ bự lắm các bạn. Ai thích sưu tầm nho thân gỗ thì đến coi. Bự cây to à. Trời ơi các bạn ơi, sao bu chê nè, thấy thương không? Ngắm trái nha. Trồng sao bu chê là để ngắm trái. Ôi, trái này bự nè. Ủa, hoa cà này cà gì vậy? Cái đó cà trái tròn tròn nhỏ nhỏ kia, cà pháo không ta? Cà pháo hả? Pháo trắng à, pháo tím. Cây tốt quá chừng luôn nè. Có trắng có tím có. Dạ. Ôi, cây tốt lắm luôn á. Bự. Ai lấy cây này về có trái liền là đang có bông. Cái chậu nhỏ này phải ra chậu. Cái cà pháo này á là trồng quanh năm á các bạn, giống như không phải quanh năm mà mùa đông nó không có chết. Nó vẫn sống rồi nó trồng được mấy năm. Dạ. Nó lớn lên có người trồng cây cao khổng lồ luôn nha anh Khoa. Nó dòng dạng như cây ớt nó không có chết. Dạ, có người ta lấy cái này ta làm kiển nữa nè. Uống éo rồi vô cái chậu bự á các bạn. Nó đẹp lắm. Có trái ăn mà không chết. Mà nhìn cũng đẹp tại vì cái kiểu người ta cứ đấy rồi cái người ta uống éo cho nó đẹp á. Đang có trái nè, thấy thương không? Cái này được hai cây trong đây luôn. Mình đây đó, mấy trái luôn. Dạ. Mua về cần ăn ra hái một cái ăn liền. Mấy cái ớt sừng ớt đó kêu ớt chỉ thiên phải không? Ớt nè, ớt dài là ớt chỉ thiên, còn này là em thích ớt này nè. Ớt kiển. Dạ, đẹp mê luôn. Quá chừng đẹp luôn. Ôi các bạn, cây chùm ruột mùa nãy ra lá quá chừng rồi nè. Cây này già quá phải không Khoa? Cây này già lắm rồi. Dạ. Quá chừng
lâu năm cây bự. Có nhiều người á họ trồng cây chùm ruột không phải là để ăn trái đâu mà họ ăn lá mày. Đúng rồi đó, em cũng tính nói á. Lá làm ăn cuốn bánh xèo, ăn là ăn sống bình thường, ăn xà lách cũng ngon nữa các bạn ơi. Cái này với lá cốc là thôi hết sảy luôn ha. Là đúng, làm một mấy cái bánh xèo nữa là như ý. Là đúng bài luôn á. Đúng, đúng bài luôn á. Người miền Tây của My là thôi ăn mấy cái lá này là không có thể thiếu với lá cách luôn nữa ha. Là như ý luôn. Bên đây là hồng mềm mà chót lẹt nè các bạn. Một giống cũng rất là ngon mới bây giờ á. Giống hồng mềm chót lẹt vậy là cái ruột nó trong màu nâu nâu hả anh Khoa? Nó có vậy em ơi, y chang vậy á. Mà cái trái này ăn ngon hơn cái trái mọi hồng thường. Vậy ha, em chưa có thử cái giống này. Nhiều người cũng khen quá chừng luôn á. Này có trái không biết hồng giòn không hồng mềm ta? Này hồng giòn. Ừ. Ồ, trái bự rồi nè. Ừ. Ồ, vậy là về là có trái ăn rồi. Bên này mấy cái ớt. Ồ đúng rồi, nhà em hả? Cái trái nó to to vậy nè. Cái cây trước mình trồng á, trái đẹp lắm. Đó, giống này ớt trái bự lắm các bạn. Bự hơn ngón tay cái mình luôn á. Nếu mà mình trồng tốt, ai chưa có mình lấy về mình trồng cho vui. Đẹp lắm. Mê luôn. Trái này dài dài, hồng mềm hả anh Khoa? Cái đó hồng mềm á, hồng chocolate á. Dạ. Có đường trái á. Wow. Ai lấy cái cây này thì về có trái để mình ăn thử. Hồng mềm chocolate. Cây hồng mà chứ khó chiết lắm á. Vậy hả? Cao, nhà cao cỡ 7-8 feet. Thí dụ như mình thích cái cây lùng á, về mình cắt ở đây cho nó nhảy ở dưới. Dạ. Chứ đường về thì cho nó cao lắm. Mà chiết khó hả anh Khoa? Cây hồng khó chiết lắm. Vậy là các bạn, các cô chú nếu mà có kinh nghiệm chiết cây hồng chia sẻ thêm giùm. Nói chứ mỗi người có một cái bí quyết đó nha anh Khoa. Dạ. Cây hồng này giống tự tưởng như sao bu chê vậy, rất là khó chiết. Dạ. Này mảng cầu gì cũng đang có bông nha. Cái đó epitool á. Nhánh non ra quá chừng luôn ha. Cái này là mới cắt tỉa phải không? Mới cắt tỉa mà nó không. Cái gốc bự lắm nha các bạn. Wow, bự bằng cụp tay luôn á. Này tặng bonus cái cây này luôn, tía tô. Tía tô á. Tía tô này trồng dư thì cắt làm trà luôn. Cây epitool này to, cao, cái tàn cũng xum xê luôn. Trời ơi các bạn ơi, cái cây sabuche nè. Nhỏ không có lớn mà trái quá chừng luôn. Coi nè, đeo toàn ten. Một cây nhiều mà còn chừng 20 trái nè anh Khoa. Nhiều trái lắm. Quá chừng luôn, sao mà đủ nuôi con. Coi nè, cái này chắc phải bẻ bớt trái bỏ chứ. Thấy để cho nó đẹp. Dạ. Trời ơi coi nè. Chùm luôn á. Chùm luôn á. Rồi mốt cái đợt này ra bông mi thấy không? Dạ. Rồi động nữa, bởi vì cái sabuche á mình không có hái đồng loạt được. Dạ. Mình thấy là trên cây sabuche nó rất là nhiều cái size trái khác nhau. Dạ. Trái bự trái nhỏ. Quá chừng luôn. Ở trên bên Việt Nam á, giống như cái sabuche mình thấy nó long long gì. Lúa của mình cạo cạo gì mà xanh xanh, nó vàng vàng gì. Dạ. Là hay chuyện tự động rớt gì. Là người ta mới hái xuống. Người ta hái xuống xong rồi gì. Người ta mình mới... cạo cạo sao nó lại vậy? Thí dụ như mà cái trái nó già gì. Dạ. Thì không có để chín cây, tại vì để chín cây rồi bán đâu có được bên Việt Nam nha. Dạ. Tại hồi xưa bên Việt Nam mình có cây, mấy cây không chơi mình biết với hàng xóm á, họ trồng không chơi nhiều họ hái cái này nè, tự động nó cái lông này gì nè, cái sụt sùi này nè, nó rụng đi thì trong đây nó xanh xanh, nó vàng vàng gì. Dạ. Thì lúc đó là trái này nó già rồi, họ mới hái xuống bật ngang như gì, họ mới về họ ngâm vô trong cái thao nước rồi họ mới lấy cái đồ giống như rửa chén bên Mỹ như gì. Dạ. Họ mới chà hết cái này cái phấn đó nè. Dạ. Thành ra trái bóng lưỡng à, rồi xong họ mới đi khô, để khô xong rồi họ mới vú. Vú xong rồi đem ra chợ bán, thành ra cái trái châu chơm Việt Nam nó bóng lưỡng à, chứ không có sụn sụn vậy. Nhìn nó sạch sẽ lắm. Nhìn sạch sẽ lắm. Dạ. Là bắt buộc người ta phải làm vậy. Dạ. Cây trái quá chừng luôn. Thì mình cũng có cái giống châu chê gì là mình bảo đảm là sẽ có trái, tại vì cái giống của mình nó cây nhỏ vẫn có bông như thường. Yeah. Vẫn có trái, dù như còn nhỏ quá nó có bông thì có thể nó đậu được một vài trái hoặc là có thể nó rụng hết cũng không chừng. Nhưng mà mình bảo đảm 100% của mình trồng xuống là một năm sau là nó là bén rễ xong là có trái, có bông, có trái. Yeah. Là cái giống châu chê của mình đó. Còn cái nhiều cái giống á, sâu chê á, cũng một cái loại tên nhưng mà trồng hoài, trồng cái đất, nhiều khi trồng cả chục năm không có trái là không có trái nha. Dạ.
chứ không phải là Campuchia là nó trồng xuống là có trái không có đâu. Có nhiều người đi mua lựa cây có trái sẵn luôn á các bạn là vậy. Cho chắc ăn. Cái này cây kỷ tử nha các bạn. Kỷ tử này là loại sai bông, sai trái nè. Trái chùm chùm luôn á, chùm đu theo cái thân luôn á. Nhà My lấy lá ăn mùa này, rồi mai mốt có bông ăn sao. Bông trái, có bông trái, có trái ăn sao. Kỷ tử nhiêu chậu anh Khoa? Ờ, kỷ tử 6 đồng cô My. Kỷ tử 6 đồng. Bên này có rau đắng Nhật nữa, rau đắng Nhật là 4 đồng phải không? À. Rắn Nhật, rồi có cây xá xị nữa nè, rồi cây ngải cứu nữa. Quá trình cây rau rồi mùa này. Bình tinh, đông trùng. Rồi My xin dừng ở đây ha. My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chúc cho các bạn chọn được những cái giống cây mình thích, rồi mình trồng cho được tốt nha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây, hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ở nhiều chỗ khác nữa ha. Mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye.